Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986289901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một lô máy cơ xích Nhật Bản. Đấy. Thì trong này thì gồm có các hãng hệ như Tanaka, Echo, Hitachi, Maruyama và Shingu. Đấy, và ST nha mọi người. Đấy. Thì những cái mẫu cưa này là mẫu cưa hàng bãi Nhật. Đấy, thì dành cho anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Và cũng có 1, 2, 3 mẫu anh em có thể đi cưa khai thác nha mọi người. Đấy, như em này là em khai thác tầm trung này, ST 025 này. Và đây là em khai thác chuyên nghiệp là Echo. Đấy, Echo này là 671 nha mọi người. Đấy là những cái mẫu cưa lớn ha. Còn lại là những cái mẫu cưa gia đình tầm trung. Đấy, thì anh em có thể thấy là ST 021 và những cái mẫu như của Nhật Bản như Shingu và Echo Makita ha. Đấy. Thì ở trong này gồm có 14 em máy cưa nhá mọi người và một em máy xác là máy cắt cỏ nhá. Đấy. Thì bán cho anh em về lấy đồ hoặc là gọi là lấy phụ tùng đấy, cần thay thế gì mình mua về lấy qua ha. Còn lại là những cái mẫu máy cưa này ấy, thì là đều là hàng bãi đã dọn nổ ngon lành cành đào. Về anh em chỉ việc đổ nguyên liệu và là sử dụng thôi. Đấy. Rồi thì lô này thì gồm có 3 em máy tay cụt nhá mọi người, 3 em máy tay dài mini nhỏ gọn, còn lại là những cái mẫu máy cưa nòng đứng tầm trung và dòng khai thác nhá mọi người. Đấy, thì số điện thoại của cửa hàng em là 0986289901 nhá. Đó, số điện thoại của em chỉ có một số duy nhất thôi. Nên là anh em có đặt hàng hay mua phụ tùng tất cả các độ về máy móc ha. Nếu bên em có thì anh em mua thì mình cứ chỉ liên hệ qua một cái số điện thoại đó duy nhất nhá mọi người để đặt hàng ha. Rồi, thì lô này thì những cái giá trị thấp 1, 2, 3 triệu thì anh em không cần phải đặt cọc nhá. Còn những cái giá trị cao thì anh em đặt cọc trước cho em một ít ha. Khi nhận máy anh em thanh toán, đấy, nhận máy kiểm tra hàng, đúng hàng như em đang quảng cáo như thế này. Thì anh em nhận hàng rồi thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng ha. Anh em không cần có cọc kiếp gì hết nhá. Nhưng mà anh em xác định lấy thì mình hãy đặt hàng ha. Chứ mình bên em làm ăn thì anh em tránh tình trạng đặt chơi. Nghĩa là bên em gửi máy là chắc chắn đúng cho anh em thôi. Nên là anh em đến nơi thì mình đúng hàng, test nổ thử ok, bắt đầu rồi thanh toán số tiền còn lại cho nhân viên ha mọi người. Đấy. Nhưng anh em phải biết là xác định lấy rồi đặt hàng giúp em ha. Còn nếu mà anh em mà không nhận ấy thì anh em có thể cho giúp em 50.000. Đấy, anh em phụ cho em 50.000 tiền phí vận chuyển bỏ vào cái thùng máy rồi nó hoàn về bên cửa hàng giúp em nhé mọi người. Rồi, thì đấy là những cái giá trị từ 3 triệu trở xuống anh em không cần đặt cọc, còn những giá trị cao thì anh em phải đặt cọc trước cho em một chút ha. Đấy. Rồi thì lô máy này đấy, lên sóng giới thiệu cho anh em là lô E nha mọi người. Đấy, từ E0 này cho tới E15 nhá. Anh em nào cảm thấy kết máy cơ xích nào, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289901 đặt hàng nhé mọi người. Đó. Rồi giờ sẽ quay chi tiết qua cho anh em xem ha. Đấy. Thì lô máy này thì nó hơi nhiều máy này, bên em không có test tiết nổ nhá, chỉ quay chi tiết cho anh em xem. Nếu anh em nào cảm thấy ưng, mình nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua cho em đặt hàng xem máy. Đó, rồi đặt hàng ha. Rồi giờ sẽ quay cho anh em chi tiết là em E0 này. Em E0 này là một em máy phát cỏ đến từ thương hiệu của Mitsubishi T170 nhé mọi người. Đây là hàng Việt Nam mình đã sử dụng qua. Đấy, và bên em đã thâu lại của khách. Đấy, thì tình trạng máy thì người khách hàng mới thay cái bình xe con này. Đó, thì thay bình xe con mới của học trò này anh em nhé. Đấy, và máy này thì hơi hám rồi nhưng vẫn còn được nhé mọi người. Em giật thử. Đó, vẫn có hơi nha. Nhưng mà tình trạng là chắc có thể là yếu quá nên là khách hàng đổi máy khác nha mọi người. Thì em này là em máy xác cái cỏ nhá. Mã là E0, giá là 400k nha mọi người. Đó, 400.000 đồng nhá. Anh em nào cảm thấy ưng em máy xác này liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Tiếp theo là đến em tay cụt số 2. Đó, em này em tay cụt mini nhỏ gọn dành cho anh em leo tỉa cành. Đấy. Thì mã của em này là mã E1, giá của em này là 1.800.000 đồng. Đấy, thì mẫu này đến từ thương hiệu của Tanaka, mã số là PMS290 nhá mọi người. Đó, mẫu này là ốp lam 2 ốc nha mọi người. Đó, 2 ốc chân lam nhá. Anh em vặn nó cứng cáp ha. Lam là lam 35 cm và các cây là 30. Trọng lượng của em này là 3,5 kg đầu máy nhá mọi người. Đấy. Đây, Tanaka nhá mọi người, 290, rất là sáng, rất là đẹp nha anh em. Đấy. Anh em sử dụng trong mảng leo tỉa cành hoặc sử dụng trong gia đình nhá. Em này E1 giá là 1.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289901 đặt hàng nhá mọi người. Rồi, tiếp theo là đến em E2. Em này thì đến từ thương hiệu của Echo Kyorit hạng Green nhá mọi người. Đó, mẫu này thì chắc hẳn rất là nhiều anh em biết rồi ha. Ốp lam 2 ốc, lá xài rất ổn định bền bỉ. Lam là lam 40 nhá, mặt các cây là 35 cm. Đó, lốc mặt tiền đằng trước đây. Đó, bên phía má không giật đây nha. Đấy. Em này là Echo GC30B nhá mọi người. Đó, mẫu này thì nói chung rất là hot rồi, rất là nhiều anh em ưa chuộng ha.
em này em E2 này, giá là 2 triệu đồng tròn nha mọi người. Đấy, anh em nào ưng thì liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Đó, em này có thay thắng xích luôn nha mọi người. Đó, có thắng xích nha. Đấy, em E2 giá 2 triệu tròn. Anh em nào ưng liên hệ với em nhé. Rồi, anh em xem video thì nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé mọi người. Rồi, tiếp theo là đến em E3 này mọi người. Đó, em này thì đến từ thương hiệu của Hitachi. Nếu mà bảo nhìn mẫu thì anh em có thể thấy hai mẫu này nó y hệt nhau nha mọi người. Đấy, nhưng mã lực của con này nó hơn một chút này. Đó, con này là con Hitachi, mã số là CS35EC nhá mọi người. Đó, em này nằm khoảng 33-34cc nha mọi người, 33,4cc ha. Ốp lam cũng hai ốp lam nha mọi người, lam rất là đẹp này, còn nguyên chữ này, nước sơn còn nguyên như cái lam luôn nha. Đó, xích 91 nha anh em. Đó, lam này là tổng độ dài là 40 mà các cây là 35cm nhá. Đó, dành cho anh em leo tỉa cành hoặc sử dụng trong mảng gia đình. Đó, lúc mặt tiền là trước đi ha. Đó, hộp giật đây, rất là sáng, rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này nó cho anh em sử dụng trong leo tỉa cành khỏi suy nghĩ nhá. Rồi, em E3 này giá là 2 triệu đồng tròn nhá. Anh em nào ưng em E3 này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhá mọi người. Tiếp theo là đến em E4 nhá. Em này em tay dài nhỏ gọn, đến từ thương hiệu của Maruyama, mã số là MC30A nhá mọi người. Lam là lam 35cm mà cắt cây 30. Đó. Và ốp lam là ốp lam hai ốc này, hai ốc chân lam. Đấy, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đấy, vặn là cứng cáp ha. Mặt cắt cây là 30 nhá mọi người. Em này Maru. Đấy. Em này thì mã là E4, giá là 1.800.000 đồng nhá. Em này trọng lượng là 3,8kg đầu máy ha. Đấy, anh em nào ưng em E4 này liên hệ qua số điện thoại của em. Rồi, tiếp theo là đến em E5. Đấy, em này là đến từ thương hiệu Hitachi này. Em này mã lực lớn hơn chút này, mã số 35 nhá mọi người. Đó, ốp lam cũng hai ốc, lam thì lam 40, dài hơn em kia một chút. Đấy, mà các cây là 35 ha. Lớp mặt tiền trước đây, bên phía mã hộp giật này. Đó, em này là E5, giá là 1.900.000 đồng nhá. Anh em nào ưng liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi, tiếp theo là đến em E6 nha mọi người. 30. Đó, mẫu này là mẫu đời mới đẳng cấp này. Mẫu này là đến từ thương hiệu của Makita, mã số là ME333 nha mọi người. Em này thì đường kính bít tông là 37 ly, 33cc. Đó, có đủ chức năng. Đó, có trợ lực lớn này, thắng xích đầy đủ này, có núm bơm xăng này. Em này là lam 40. Đó, mà các cây là 35cm nha mọi người. Lam bằng nguyên chữ nguyên sơn ha, rất là đẹp nha mọi người. Đó, em này là E6 nhá, giá là 2.200.000 đồng nha mọi người. Máy rất là đẹp, xuất sắc luôn. Mẫu này thì nói chung là dành cho những chú nào có tuổi thì sử dụng mạng gia đình. Trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Đó, lúc mặt tiền trước đây, rất là đẹp ha. Đó. Rồi, ok, giá là 2.200.000 đồng em E6 Makita 333 nha mọi người. Anh em nào ưng mẫu này thì liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhé. Có trợ lực lớn nha mọi người, kéo nhẹ nổ nhé. Rồi, đến dàn thứ hai là E7 nha mọi người. Đó, em máy này là nòng đứng nha, đến từ thương hiệu của Singu. Đó, mã số của nó là 940C nha mọi người. Đó, mẫu này thì anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Đó, ốp lam là hai ốc này. Đó, lam là lam 50, mặt các cây là 45cm. Và xích là được sử dụng xích trung 325 nha mọi người. Đó, xích này thua xích đại một nấc nha. Lam xích thì rất là đẹp. Đấy, đầu ránh lam này, nước sơn nhãn hiệu nguyên trên cái lam ha. Đó, rất là mới nha mọi người. Nó mặt tiền đây. Đó. Mẫu này mẫu cưa nòng đứng nha mọi người. Xài ổn định nhạy nổ nhá. Em này thì mã là E7 này, giá của em này là 2.400.000 đồng. Anh em nào ưng em máy cưa xích này thì liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nhá mọi người. Đó. Tiếp theo là đến em E8 này. Một thương hiệu đến từ thương hiệu của Makita này. Đó, rất là nổi tiếng thịnh hành nha mọi người. Em này thì đời mới, đời 4 số nhá. Mã số của em này là MEA3201, đời 4 số nha mọi người, 34cc. Đó, có núm bơm xăng, trợ lực lớn. Đó, và e tự động. Và có thắng xích đầy đủ, nói chung là không có thiếu chức năng gì ha. Anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà, vừa tầm, vừa tay, nhạy nổ ổn định nha mọi người. Đó, trợ lực lớn luôn. Ốp lam của em này thì ốp lam vặn bằng tay nha mọi người, tăng xích tất cả đều bằng tay. Và lam là lam 40, mà cắt cây là 35cm nhá. Đấy, anh em thấy lam nguyên chữ nguyên sơn Makita luôn, rất là đẹp. Xích 91 nha mọi người. Đây, nó mặt tiền trước đây. Đó, em này là em E8 nha mọi người. Giá của em này là 2.500.000 đồng nhá mọi người. Em đời mới nhá. Anh em nào ưng cái máy cưa xích Makita này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Tiếp theo là đến em E9 nha mọi người. Đó, em này đến từ thương hiệu của Ethiopia Rit này. Mã số của em này là V3200 nhá, đời 4 số nha mọi người. Đó, mẫu này thì anh em sử dụng mảng gia đình và nhà, có thiết kế cho mình cái xả hơi này. Đó, anh em bấm vào giật nó nhẹ nhàng. Ốp lam hai ốc lam ha, tăng xích tại mã ốp. Đấy, và lam của em này thì lam 35 này nhá mọi người. Đó, lam 35cm nhá, mà các cây là 30. Đó, lốc mặt tiền trước đây cũng rất là sáng nha mọi người. Mẫu này anh em sử dụng gia đình. Thương hiệu Echo thì nó nghiêng về phần nhạy nổ và thứ hai là phần tiết kiệm nguyên liệu hai anh em ha. Đó, xài rất là tiết kiệm. Rồi, em E9 giá là 2.500.000 đồng, mã số là V3200 nhá. Anh em nào ưng em E9 này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha mọi người ha. Rồi, tiếp theo là đến em E10 này.
cũng một em đến từ thương hiệu của Echo, nhưng mẫu này đời cao hơn, đời mới hơn. Đó, cũng đời 4 số. Đó, nhưng mà em này 34cc nha mọi người. Và mã này ấy, thì nó thiết kế thêm cho mình cái trợ lực. Đó, e tự động, chốt e tự động, và thứ hai là núm bơm xăng. Đó, đầy đủ chức năng. Và bộ nhúng của nó là bộ nhúng lò xo nhá, cầm êm tay ha. Đó. Đây, mẫu này là mẫu 3411G nha mọi người, 34cc. Ốc chân lam là hai ốc này. Đó, là tăng xích tại mã ốp, và lam là lam 35cm, mặc các cây 30 nha mọi người. Xích này thì bên em đã ráp cho anh em xích mới rồi nha mọi người. Nó về anh em chỉ cần cắt thôi. Đó, lốc mặt tiền trước đây. Đó, rất là sáng nha anh em, bô giảm thanh. Đấy, trợ lực đầy đủ hết. Nói chung mẫu này anh em sử dụng trong mảng gia đình, về nhà nha mọi người. Rồi, em này em E10 nhá. Giá là 2.800.000 đồng. Anh em nào ưng liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha mọi người ha. Rồi, anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Số điện thoại của cửa hàng này chỉ có một số duy nhất thôi. Đấy, anh em nào mua phụ tùng hay là mua máy thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi, tiếp tục giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích. Đó, má của em này là E11 nha mọi người. Đấy. Em này đến từ thương hiệu của Singu nha. Mã số của em này là 3400, đời 4 số. Đấy, mẫu này thì nói chung là nghiêng về tua, vòng tua lầm lì. Anh em hạ gốc cây này nọ là trong mảng gia đình gọi là thích máy tầm trung thì sử dụng dòng Singu này rất là lẹ nha mọi người. Thì đời này nó có thiết kế cho mình cái e tự động này. Đó, thứ hai là nó có cái phần xả hơi. Nếu anh em giật nặng mình bấm vào cái nút xả này. Đó là giật nó giảm, giật nó nhẹ nhàng ha. Đó, đây, có bảo hiểm trước này. Rất là sáng, rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là em này còn rất là mới này. Ốc lam hai ốc chân lam này. Đó, và lam này lam Latin nha mọi người. Lam Latin 40, mặc các cây là 35cm, xích được ráp cho anh em xích mới luôn nhá. Về anh em chỉ việc cắt thôi. Đấy. Mẫu này là E11 nha mọi người, Singu 3400 nhá. Đấy, nòng đứng xài ổn định ha. Rồi, giá của em này là 3.200.000 đồng. Anh em nào cảm thấy ưng em mấy cái xích nòng đứng này, mã là E11 này, liên hệ qua số điện thoại 0986289901 đặt hàng nha mọi người. Rồi, tiếp theo là hàng cuối cùng là hàng số 3 nha mọi người. Đó, xài hàng này là 3 em Estin với 1 em máy Echo lớn này. Đấy. Thì mẫu tiếp theo giới thiệu cho anh em là mẫu E12 nha mọi người. Đấy, em này là đến từ thương hiệu của Estin, mã số là 021. Đấy. Thì Estin thì nó có hai mẫu đời, như hàng bãi thì nó có hai mẫu như này, để em phân tích cho anh em hiểu ha. Đây. Một đời nó đến từ Mỹ này, nó mang in USA này anh em ha. Một đời nó đến từ Đức này, mang in Germany này. Đó, hai cái đời này thì anh em có thể thấy, nhìn vào phân biệt anh em có thể thấy cái màu, hai màu nó một cái tông nó cũng khác nhau ha. Đấy. Đây, tông này màu cam này, nó tên kia màu đỏ nâu. Đấy, hai mẫu khác nhau hoàn toàn. Đấy, thì nó cũng có nhiều một cái đặc điểm nó khác nhau, nhưng mà nó đều là hàng chính hãng, xài rất ổn định. Hàng bãi Nhật thì anh em xài khỏi suy nghĩ ha. Rồi, thì em USA này ấy, thì ở phần đuôi này này nó hơi mẻ nhẹ một xíu. Đây, quay để cho anh em dễ hiểu. Nói chung cái này là nhìn bên ngoài thôi, nó thật sự anh em xài thì chả ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà có điều mình nhìn bên ngoài thì nhìn nó hơi xấu tí, thì nó hơi thô tí ha. Đấy, chứ không phải nó rõ cho anh em như vậy. Thì em của Mỹ này ấy, thì lam của nó lam 40. Đó, hai cây để lam 40 ha. Lam 40 này, mặc các cây 35cm này. Đó, xích 91 này. Lốc mặt tiền trước đây. Đấy, em này lốc mặt tiền đồ này rất là đẹp này nha. Đấy. Thì em này đang bán giá cho anh em E12 này, giá là 3.800.000 đồng nhá. Đó, ốc lam hai chân ốc lam nhé. Bạn trực tiếp khóa 19 ha. Anh em nào ưng nghe máy cơ xích E12 này, liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhé. Mã của nó là 021 và đời USA nha mọi người. Giá là 3.800.000 đồng nhé. Anh em nào ưng liên hệ qua em ha. Rồi, tiếp theo lấy đi này, em E13 này. Đó. Em này thì đẹp hơn em E12 một chút nha mọi người. Đấy, xuất sắc luôn. Thì đời này nó thiết kế thêm cho mình cái nắm giảm giật này, núm bơm xăng. Đấy. Và lam là lam 40, mặc các cây 35. Lam có nguyên chữ này nha. Rất là đẹp. Lốc mặt tiền ở trước này ha. Đó. Mặt má hộp giật đây, mã in gạc mani nhá mọi người. Đây này có núm bơm xăng đầy đủ nhá. Em này là E13 nha mọi người. Giá của em này là 4 triệu tròn nhá. Anh em nào ưng liên hệ với em ha. Được sản xuất tại Đức nhá mọi người. Đó. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá mọi người. Tiếp theo là đến em E14 này. Đó, một mẫu cũng đến từ thương hiệu của Estin nhá, nhưng mà mẫu này thì lớn hơn nữa nha mọi người. Đó, 021 nòng của nó chỉ có 40 ly thôi. Nhưng mẫu này nòng của nó là đến 42 ly nhá mọi người. Mã lực của nó là 43cc nhá. 44 thì phải mọi người. 44,3cc nhá mọi người. Đó, mẫu này là mẫu 025 ha. Đó, nó giống như cái đời mà 250 đời mới bây giờ là anh em thử sử dụng nhá mọi người. Đó, nhưng mà đời này hàng của Đức, hàng bãi thì nó thiết kế cho mình cái núm bơm xăng và thứ hai là cái nắm giảm giật này. Đó, anh em giật nó nhẹ nhàng và nó thiết kế thêm cho mình cái xả hơi luôn ha. Nếu mà giật nặng mình bấm vào cái nút xả này. Đó, anh em thấy không? Là những hàng mới giờ là không bao giờ nó có mấy chức năng gì nhá, nhưng hàng bãi là có thêm. À, ốp lam hai ốc chân lam và trực tiếp khóa 19. Lam của em này thì được sử dụng lam 45cm nhá mọi người, mặc các cây là 40 nhá, xích 91, xích rin theo máy ha. Đó, lớp mặt tiền này rất là sáng, rất là đẹp nha. Đó, cái máy hộp giật này
Đó, mà in gạc mani hai anh em ha. Rồi, M14 này là mẫu cưa khai thác tầm trung. Đấy, anh em sử dụng mảng gia đình mà hạ gốc này nọ là thả ra, còn anh em mà đi cưa khai thác tầm trung thì sử dụng em này vừa tay vừa tầm nhé mọi người. Thì mã của em này là Estin 025, mã của nó là E14 nhé mọi người. Giá của em đang bán là 4.500.000 đồng nhé. Anh em nào cảm thấy kết em mới cưa xích tầm trung khai thác này, liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Rồi, tiếp theo là đến em cuối cùng trong lô ngày hôm nay là em E15 nhé mọi người. Đó, em này là máy lớn nhé mọi người. Đấy, mẫu này thì dành cho anh em chuyên về mảng xẻ gỗ, hạ gốc. Đấy, đi cưa khai thác chuyên nghiệp. Đấy, thì em này là E15 nhé, là cũng là em cuối cùng trong lô ngày hôm nay. Giá em đang bán là 5.800.000 đồng. Thì nó đến từ thương hiệu của Echo nhé mọi người. Đó, Echo hạng Pro này, xài rất ổn định, nhạy nổ ha, êm ấm. Và thứ hai là mã của em này là CSV671 nhé mọi người. Đó, mã lực của nó thì nó nằm được 66,7cc nhé mọi người. Và nặng 6,4kg đầu máy nha. Tất cả đầy đủ, tất cả lam xích em này nó phải nằm khoảng 7,5kg nha mọi người. Đó, rất là nặng nhé. Đấy, dành cho anh em chuyên về mảng xẻ, bổ. Đấy, và hạ gốc cây này nọ, nhỏ những cái gốc cây lớn chuyên nghiệp ha. Khỏi suy nghĩ luôn. Nhất là những anh em làm mộc, dòng Echo này xài nói chung là tiết kiệm nguyên liệu tốt. Anh em hạ gốc này nó lầm lì ha. Giá thành nó phải chăng. Đấy. Rồi, lam kiểu này được sử dụng lam 55cm nha mọi người. Mà các cây còn 50 ha. Xích là xích đại rồi, xích lớn nhất rồi nha mọi người. Lam này lam bản tản nhiệt này, xài rất ổn định nha mọi người. Đấy, xài bền bỉ, nó đỡ bị cong tè ha. Đấy, tem thương hiệu Echo còn nguyên nha mọi người. Này, rất là đẹp nha anh em. Ốp lam hai ốp chân lam. Đấy, và trực tiếp khóa 13 nha mọi người. Mẫu lớn tầm trung nhá. Mở bên trong nha anh em xem này. Nói chung em này còn rất là mới, dường như nhập quên xài nha anh em. Rất là đẹp. Đây. Đây anh em có thể thấy đầu nòng này. Trắng tinh luôn ha. Đó, từ chế bộ phận này, chế worm roll nha mọi người. Đó, từ các con ốc, từ các con vít còn rất là mới nhá. Nói chung là mẫu này anh em khai thác chuyên nghiệp. Đấy, anh em nào cảm thấy ưng thì liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Em này là E15 nha mọi người, giá là 5.800.000 đồng nhá. Đấy, anh em nào kết liên hệ với em ha. Rồi, lô máy ngày hôm nay lên sóng cho anh em gồm 15 em máy cưa nhé mọi người. Đấy, từ dòng tay cụt, tay dài, nhỏ gọn, mẫu máy tầm trung anh em sử dụng gia đình và những dòng khai thác ha. Anh em nào cảm thấy kết em máy cưa xích nào, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh video, mình nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem video nhớ cho em một like này, một đăng ký, bật chuông, ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Đó, cảm ơn anh em ha.